Ê, tao vừa chạy ra thấy thằng số 7 đứng đấy nha. Không biết có phải số 7 không, giết không? Tôi thấy số 10 đi ngược lại hướng phòng đọc nghe không? Số 5 nó giết xong rồi, nó đổi thừa cho tao á. Tao đang làm nhiệm vụ mà vét vét cái băng tay á. Em đang ở bên nhà kho. Tự nhiên đi là nhiệm vụ phòng 3. Số 8 có chết đầu thì con mọi người chơi đi, đừng có ao. Tại vì tôi lọc mấy đứa con nít mệt lắm. Vote cái thằng số 5 đi. Số 5 đi theo tôi á, xong rồi cái vừa hồi chiêu hết là đi giết người, đúng không số 5? Rồi đổi tội cho người ta hả? Nãy mới ở phòng khách có ai ta? Đông lắm. Ba người á, có số 10 với ai nữa ta, có số 10 với một người nữa ai á. Tôi đang cái gì mà chích cái mà cái gì xác minh danh tính từ trên xuống dưới rồi vậy đó, không biết gì chưa. Nhưng mà có pháp y rồi mà, đợi pháp y đi. Bây giờ tôi vote số 5 rồi đó. Tao chứ. Vote 5 đi, vote 5 đi. Số 5 đi, số 5 là sói á, giết con để thừa cho người ta. Số 5 ăn hỏi sao mà bị người ta nói dữ vậy năm. Quất thử đi, còn quất không đúng số 5 thì quất tôi. Thôi vậy thôi, quất số 7 đi. Mình tôi ăn hiếp số 5 thôi đủ rồi, làm gì mấy người đè số 5 ra ăn hiếp vậy. Quất số 7 đi. Rồi quất 5 hay quất 7? 7. 5, quất 5 đi quất. Đừng có cười. Đừng có cười. Không biết. Nhưng mà số 2 là tôi bắn á. U là trời, mới vừa thấy bà số 1 với ông số 2 đây mà sao hai người đai rồi. Còn tôi với bà số 9 ở trong á, sói giết xong sói chạy đâu mất tiêu hết trơn. Tôi không biết gì nha. Vừa nãy là số 7 là tôi bảo là
Tôi chỉ là nhìn thôi chứ không phải là tôi bỏ được số 7 giết nha. Sao thấy nghi ngờ ông số 5 dữ vậy trời? Không, tôi nghi bà số 3 á, bà chê ke á. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Này. Ủa alo, tên giùm tôi. Cu biết em. Cái ông chứ không phải cu. Anh tôi chính là không phải rồi, tôi chính là không phải rồi. Nên chỉ có bà số 3 hoặc là số 5 thôi, với bà số 3 trước đi. Sói, liêu liêu hay con sói, số 1, số 2.